Ok, xin chào các bạn. Tôi là Nguyễn Thành Tiến và ngày hôm nay tôi chia sẻ với bạn một cái bài học rất là thú vị ở trong cuộc sống. Có thể bạn thường hay gặp cái việc này. Ví dụ như là bạn hỏi một cái người bạn của mình là hôm nay có bận gì không, ngày mai có bận gì không, ngày kia có bận gì không, thì rất là nhiều người hiện nay ấy, ngày nào họ cũng nói ủi tôi rất là bận, bận kinh khủng luôn này. Bận rất là nhiều việc, mọi người ai cũng luôn luôn có cảm giác là mình đang rất là bận rộn. Và câu hỏi là thực tế họ có bận rộn một cách có hiệu quả hay không? Và ở đây cái sự khác nhau giữa cái người thành công và người thất bại đôi khi nó sẽ nằm ở một từ khóa thôi, đó là năng suất làm việc. Năng suất làm việc, cả hai người thành công và người thất bại đều nói là ồ, tôi rất là bận rộn, nhưng một người có thể bận rộn và hiệu quả và một người bận rộn và không hiệu quả. Câu hỏi là liệu có một cái phương pháp nào đó giúp tôi đẩy cái năng suất của tôi lên một cái trạng thái cao hơn, liệu có một cái phương pháp nào đó giúp cho tôi đạt được cái năng suất, tức là gì, thời gian ít hơn và thu nhập cao hơn hay không. Và câu hỏi là liệu rằng tôi có đang bận rộn một cách có hiệu quả hay không. Thì trong cái video này, nếu bạn đang xem cái video này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một cái phương pháp mà đôi khi nếu bạn áp dụng nó một cách thường xuyên vào cuộc đời của bạn thì có thể cuộc đời của bạn sẽ lên một cái tầm cao mới. Và cái phương pháp này tôi có thể khẳng định với bạn, đôi khi bạn đọc rất là nhiều cái quyển sách về quản lý thời gian, thậm chí bạn xem hàng trăm cái video về quản lý thời gian, bạn cũng không tìm thấy cái phương pháp này. Và đây là một phương pháp hết sức đơn giản và cá nhân tôi đã sử dụng nó trong vòng gần chục năm gần đây. Thì nếu bạn áp dụng nó, có thể bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho mình. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu vào cái phương pháp này. Ở cái phương pháp này, bạn hãy kẻ làm ba cái cột. Cột thứ nhất là danh sách các công việc. Cột thứ hai, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn ở cột thứ hai. Đầu tiên là cột danh sách các công việc. Đầu tiên bạn hãy liệt kê tất cả công việc ra. Từ công việc số 1 cho đến công việc số 50, tất cả những công việc nào mà bạn đang cảm thấy là mình bắt buộc phải làm, hoặc mình sẽ làm, hoặc mình nên làm. Tôi ví dụ, dọn nhà cũng được xếp vào là một công việc, đi sửa một cái xe cũng có thể được xếp vào một công việc. Tôi ví dụ, cái máy tính của bạn bị hỏng, bạn cũng có thể mang đi sửa, xếp vào một công việc. Phải đi thăm một cái người bạn thân nào đó cũng là một công việc. Tham dự một cái đám cưới nào đó cũng là một công việc. Và bạn hãy liệt kê tất cả những cái công việc đó ra. Ra ngân hàng đấy, làm một cái thủ tục giấy tờ hồ sơ nào đó cũng có thể là một cái công việc, vân vân. Thì bạn hãy liệt kê tất cả những công việc đó ra. Chúng ta có 3 cột, thì cột đầu tiên là danh sách tất cả công việc, bạn viết từ 1 đến 50 đấy, tất cả công việc. Và một số bạn thậm chí là viết đến 100 công việc và bạn thấy là ôi mình rất là nhiều việc. Tuy nhiên cái bí quyết thành công nó không phải là ở cái việc bạn liệt kê ra các công việc. Chỉ riêng cái việc mà bạn liệt kê các công việc, viết từ 1 đến 50 hoặc từ 1 đến 100 là bạn đã vượt trội hơn rất nhiều người. Bạn viết xong công việc, tức là bạn đã nhận diện ra được những cái công việc của bạn, cái mục tiêu của bạn, cái nhiệm vụ của bạn. Thì khi bạn liệt kê xong, bạn bắt đầu làm đến xong việc nào, bạn gạch cái việc đó đi. Thế thì liệt kê được danh sách công việc đã là thành công hơn rất nhiều người rồi. Và nhiều người thì họ cũng có thói quen đọc cái danh sách công việc này. Tuy nhiên ấy, tôi khuyến khích bạn là ở cột tiếp theo, cột thứ hai, là bạn cần phải thêm một cái cột nữa là cột thời gian. Thời gian ở đây được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất là deadline, tức là cái ngày hạn chót là bạn sẽ phải hoàn thành. Cái nghĩa thứ hai ở đây được hiểu là thời gian để hoàn thành công việc đó. Tôi ví dụ, rửa một cái xe đấy, tức là bạn lấy cái xe ra, bạn chạy đến chỗ rửa xe đấy, rồi là rửa xong rồi chạy về nhà, thì ví dụ cái việc đấy mất 1 giờ đồng hồ, tức là gọi là thời gian để hoàn thành cái công việc đó rồi. Và một cái cột thứ ba ở đây mà ít người để ý hơn, đó là cột tiền. Cột tiền, như vậy chúng ta có 3 cột này: cột công việc, cột thời gian và cột tiền bạc. Thế thì ví dụ cái công việc A này, công việc số 1 này này, thế thì nó mất thời gian của bạn là 30 phút, nhưng cái số tiền đem lại cho bạn thì bạn có thể ước tính luôn là bạn kiếm được bao nhiêu tiền từ cái việc này. Thì ví dụ với tôi, cái việc rửa xe, cái số tiền mà tôi kiếm được là 0 đồng. Tôi ví dụ một cái công việc thứ hai, dọn nhà sạch sẽ. Đấy, dọn nhà
thì cái công việc này ví dụ nó mất của tôi khoảng 2 tiếng đồng hồ ở cái cột thời gian, và số tiền đem lại cho tôi không đồng. Tiếp theo, một cái công việc tôi ví dụ như là một cái công việc gọi điện thoại cho một khách hàng tiềm năng, cái thời gian của nó mất là cột thời gian nó mất 10 phút nhưng tiềm năng của nó đem lại cho tôi là 300 triệu đồng. Tôi ví dụ như vậy, một cuộc điện thoại 10 phút. Cái việc ví dụ như là đi gặp một cái nhà đầu tư, cái thời gian của nó mất 1 tiếng đồng hồ và cái tiềm năng có thể đem lại cho tôi cái số tiền là 5 tỷ đồng. Tôi ví dụ như vậy. Thì ở đây bạn khi bạn làm ba cột công việc, thời gian và tiền bạc, thì bạn bắt đầu nhận ra được việc nào là việc đem lại nhiều giá trị nhất và việc nào mất nhiều thời gian nhưng lại không hiệu quả và không đem lại giá trị nhiều. Cái từ giá trị ở đây trong nhiều trường hợp nó được hiểu là tiền bạc và thời gian. Có những công việc tất nhiên ví dụ có thể không đem lại tiền bạc cho bạn, nhưng đó là công việc bạn bắt buộc phải làm. Tôi ví dụ như là đi thăm bố mẹ, đó là cái câu chuyện liên quan đến vấn đề về tình cảm, thì có thể nó không có tiền, nó mất thời gian, nhưng đó là việc mà bạn bắt buộc phải làm. Nó là một cái việc mà trong cái định nghĩa về hạnh phúc và cái sự viên mãn là bạn phải hoàn thành. Tuy nhiên với hầu hết các công việc còn lại thì cái phương pháp tính thời gian và tính tiền này, sau khi bạn tính trong cái danh sách 100 công việc, bạn khoanh tròn lại, như vậy chỉ còn 5 công việc, 7 công việc hay 8 công việc là thực sự đem lại cho bạn nhiều tiền bạc. Và những công việc còn lại bạn sẽ phải làm gì? Bạn sẽ phải nhờ người khác, bạn ủy thác cho họ. Bạn có thể sẽ phải là thuê người làm cho mình, bởi vì bạn biết là cái việc đấy không đem lại nhiều giá trị. Cái sai lầm của nhiều người là hiện nay họ bận quá nhiều những công việc không đem lại cái giá trị gì. Đấy. Và họ không có thời gian để họ bình tĩnh, tĩnh tâm ngồi xuống viết ra một cái danh sách 100 công việc phải làm. Và tôi nghĩ đây là một trong những cái bài học quan trọng nhất trong cuộc đời. Và nếu bạn không biết ưu tiên những cái việc gì mới là việc quan trọng, và cái phương pháp này nó có thể tiết kiệm cho bạn 10 năm, 20 năm về mặt thời gian, và cũng có thể là đem lại cho bạn nhiều tỷ đồng. Vì thế bạn hãy áp dụng nó thường xuyên cho cuộc đời của mình. Và tôi nói rồi, sai lầm của nhiều người là họ không nhận ra được việc gì là việc quan trọng. Đấy. Và một số người khác thì khi bạn hỏi họ, họ sẽ luôn nói là rất là bận, nhưng thực ra là không hiệu quả. Tôi chúc bạn qua cái video này nhặt được những cái ý tưởng và bắt tay vào hành động ngay. Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong kinh doanh và phát triển cá nhân. Xin chào và hẹn gặp lại.